Trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Đông Triều lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025, sáng ngày 30 tháng 6, trường Mầm non Yên Thọ đã tổ chức hội thi kỹ năng sống lứa tuổi mầm non. Tại hội thi, trên 300 bé của trường Mầm non Yên Thọ đã được tham gia nhiều hoạt động sôi nổi như các trò chơi trí tuệ, tiểu phẩm tuyên truyền, thi rung chuông vàng. Các nội dung đã được ban tổ chức lựa chọn và sắp xếp để trẻ mầm non có nhiều cơ hội thể hiện kỹ năng sống, giúp các bậc phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm, các bé mầm non được giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm. Hội thi nhằm đánh giá nội dung giáo dục lồng ghép kỹ năng sống cho trẻ mầm non thông qua việc tích hợp vào các môn học và các hoạt động giáo dục, đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động dạy học theo hướng tăng cường các hoạt động học, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của trẻ, đặc biệt giúp cho trẻ 5 tuổi có nhiều kỹ năng sống, chuẩn bị tâm thế tốt nhất cho việc đổi mới sách giáo khoa phổ thông đối với lớp 1 năm học 2020-2021.